nhân gần như là hàng đầu của tai biến mạch máu não. À, cho nên cháu mới 33 tuổi mà cháu bị tăng huyết áp, thì người ta gọi là tăng huyết áp người trẻ. Thì hiện tại bác sĩ cũng chưa biết rằng huyết áp của cháu bao nhiêu. Tuy nhiên khi mà cháu nói huyết áp tăng có nghĩa là cháu đã được đi khám bác sĩ chuyên khoa tim mạch rồi. Thì chú bác sĩ đã khuyên cháu rằng là nên đi được bác sĩ tim mạch khám và tầm soát tất cả yếu tố nguy cơ để mà mình có thể giữ hạn chế mức huyết áp mình một cách tốt nhất, để mà nó tránh cái biến cố về cái đột quỵ não xảy ra. Và thật ra khi nãy nếu mà Vũ Thạch nhớ không nhầm, bác sĩ cũng có nói là một trong những nguyên nhân gây đột quỵ cũng là do cao huyết Và áp. tăng cao, tức là nó khoảng nếu như đột quỵ thể đột quỵ xuất huyết thì tăng huyết áp nó chiếm từ 50 đến 70% nguyên nhân gây ra đột quỵ xuất huyết não. Như vậy là bạn Tiểu Yêu ơi, mình cũng sẽ không có coi thường cái tình trạng cao huyết áp của mình. Mình cũng nên có cái việc là đi thăm khám sức khỏe định kỳ và mình tầm soát cái việc tăng huyết áp để mà đảm bảo cái khả năng là cái nguy cơ đột quỵ sẽ không xảy ra nhé. Và thưa quý vị và các bạn, đó là những cái câu hỏi mà từ nãy đến giờ chúng tôi đã và đang rất là cố gắng tranh thủ thời gian để có thể tư vấn trực tiếp với tất cả quý vị. Chúng tôi cũng sẽ được nhắc lại hai cách thức để quý vị có thể tham gia đặt câu hỏi với chương trình trong buổi chiều ngày hôm nay, đó là có thể bình luận ở trên mạng xã hội giao thông hoặc là trên livestream của Truyền hình Quốc hội Việt Nam. Ngoài ra quý vị cũng có thể gọi về số hotline ngay từ bây giờ, số 0826 365 365 để đặt câu hỏi. Chúng tôi hy vọng là ngày hôm nay với chủ đề mà chúng tôi lựa chọn cách phòng tránh bệnh đột quỵ trong mùa nắng nóng, chúng tôi sẽ có thể mang đến cho quý vị thật nhiều thông tin hữu ích. Môi trường sống ngày càng khắc nghiệt, thói quen sinh hoạt không lành mạnh, tâm lý chủ quan trước bệnh tật là những yếu tố tác động trực tiếp đến sức khỏe của mỗi người. Làm thế nào để hiểu đúng, phòng ngừa đúng, phát hiện và điều trị kịp thời những bất thường của cơ thể? Truyền hình Quốc hội Việt Nam và 365FM thực hiện chương trình tư vấn trực tiếp sức khỏe của bạn với khách mời là những chuyên gia uy tín trong lĩnh vực y tế. Chương trình được phát sóng trực tiếp vào 15 giờ trên truyền hình Quốc hội Việt Nam trên 365FM tần số 92,7 MHz tại Hà Nội và các tỉnh phía Bắc, FM 97,5 MHz tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam, trực tuyến trên website quốc hội tv.vn và livestream tương tác trực tiếp trên mạng xã hội giao thông quốc gia 91.com.vn. Tổng đài đăng ký giao lưu chương trình 0826 365 365 và 0827 365 365. Vâng, thưa quý vị và các bạn, trở lại với chương trình tư vấn trực tiếp sức khỏe của bạn buổi chiều ngày hôm nay với cái chủ đề mà chúng tôi lựa chọn để mà mang đến cho quý vị và các bạn, đó là chủ đề phòng ngừa và cấp cứu đột quỵ trong mùa nắng nóng. Với những cái thông số mà chúng tôi đã chia sẻ từ phần đầu của chương trình, đột quỵ là một trong những bệnh lý rất là nguy hiểm hiện nay trên toàn thế giới, với cái thống kê là cứ khoảng 3 phút sẽ có một người tử vong. Còn ngay tại Việt Nam chúng ta thì vị bác sĩ khách mời đó là bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Văn Minh, trưởng khoa nội thần kinh bệnh viện Trưng Vương thành phố Hồ Chí Minh, cũng có chia sẻ đó là đột quỵ hiện nay là một trong ba bệnh lý gây ra cái nguy cơ tử vong rất là cao tại Việt Nam. Và cũng có một cái lưu ý thêm, đó là cái tốc độ trẻ hóa cũng ngày càng cao, tức là chúng ta sẽ hiểu rằng là những người trẻ cũng sẽ có khả năng bị đột quỵ. Thì như vậy đây cũng là một cái bệnh lý mà chúng ta rõ ràng là không thể coi thường được ạ. Và hy vọng là trong buổi chiều ngày hôm nay với chương trình tư vấn trực tiếp sức khỏe của bạn thì chúng tôi sẽ có thể giải đáp cho quý vị thật nhiều những cái thông tin thắc mắc liên quan đến căn bệnh này. Trở lại với những cái câu hỏi cũng đang đợi bác sĩ giải đáp đây ạ. Ở trên mạng xã hội giao thông 91.com.vn thì có một người bạn có tài khoản là Sang Hô, bạn chào bác sĩ và hỏi như thế này: bác sĩ cho cháu hỏi tắm đêm có nguy cơ bị đột quỵ không ạ? Chào bạn Sang Hô. Thì như câu hỏi của bạn cũng có người hỏi trước, tắm đêm nó khỏi là gây đột quỵ hay không thì cũng khó mà trả lời được cho bạn rằng là tắm đêm nó có gây đột quỵ hay không. Tuy nhiên là cái thói quen tắm đêm nó sẽ không tốt, tại vì như tôi đã nói rằng là muốn xảy ra một tình trạng đột quỵ là nó phải có tất cả yếu tố nguy cơ, bệnh lý nền mình không được kiểm soát kỹ. Và khi mà mình thay đổi một chế độ sinh hoạt nào đó, một cái đột cột nào đó thì cái biến cố về mặt sức khỏe nó sẽ xảy ra, chứ không phải tắm đêm nó là một nguyên nhân gây ra đột quỵ. Cho nên nếu như bạn có thói quen về tắm đêm thì hay là người nhà của bạn, thì theo tôi nghĩ rằng là bạn nên thay đổi cái thói quen đó. Thì nếu như mà mình không có yếu tố nguy cơ gì thôi, tuy nhiên là nếu có bệnh lý nền, ví dụ tăng huyết áp, đái đường hay như cái gì tôi đã liệt kê trước, thì nó rất dễ có biến cố xảy ra.
Dạ. Cũng có một số người họ lại có cái quan niệm như thế này là bác sĩ, tại vì thật ra bữa ta thấy cũng có nhiều người bạn của Vũ Thạch như vậy lắm, tức là nhiều khi mình cũng biết thông tin mình cũng khuyên là thôi không nên tắm đêm, tức là không nên tắm buổi tối, nhưng mà nhiều người họ lại nói rằng là không tắm thì cảm thấy dơ giấy, lại không đi ngủ được. Và nhiều người họ cũng biết cái thông tin rằng là nếu mà mình tắm đêm thì có rất dễ xảy ra tình trạng đột quỵ. Thế thì họ mới nói là thôi thì ví dụ như mới đi làm thì họ sẽ ngồi nghỉ. Vâng. Họ ngồi nghỉ rồi họ tắm đêm, thì không biết là nếu mà làm như vậy thì có giảm cái nguy cơ đột quỵ không ạ? Thì nếu đi làm về người ta ngồi nghỉ để người ta đi tắm đêm, tắm đêm thì nó để như tôi đã nói rằng là nó giảm tình trạng mất cân bằng nhiệt. Yeah. Có nghĩa rằng nếu như mà chúng ta đang ngoài nóng về người ta tắm lạnh liền, hoặc là chúng ta đang ngoài lạnh chúng ta về tắm nóng liền, tất cả mọi thứ thì nó mất cân bằng nhiệt một cách nhanh quá, thì cơ thể chúng ta nó sẽ không có kịp thời nó điều chỉnh theo. Và nếu như là mình đã có một số bệnh lý trước đây thì nó rất là dễ xảy ra những biến cố. Tuy nhiên là nếu như mà mình cứ tắm mà mình về mình đi làm việc cả ngày về, mình sẽ nghỉ ngơi để cho nhiệt độ cơ thể mình cân bằng với cái môi trường mình sẽ đi tắm. Thì tôi nghĩ rằng là nó cũng không có phải là cái yếu tố gì nặng lắm để mà gây đến biến cố về tim mạch hay là đột quỵ não.